xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn "Chuyện tình người lính" của tác giả Nguyễn Hiền Lương. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. cùng tiểu đội tân binh đóng quân ở Thái Nguyên. Hết kỳ huấn luyện, chúng tôi đều vào chiến đấu ở chiến trường B, nhưng mỗi đứa một đơn vị và bắt tin nhau từ đấy. Chiến tranh kết thúc, tôi về học nốt năm cuối đại học sư phạm. Tốt nghiệp, tôi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Công việc cũng bận nên ít gặp lại anh em đơn vị cũ. Tôi đưa sinh viên đi thực tập lúc xuống xóm liên hệ nhà dân cho sinh viên ở nhờ tình cờ gặp lại hảo nhà hảo rộng rãi nhưng trông tiện nghi đồ đạc có vẻ như là căn hộ độc thân sao thế nhỉ tôi nhớ trước khi đi bê hảo được đơn vị cho nghỉ phép 7 ngày để về quê cưới vợ rồi cơ mà tiểu đội tôi hồi ấy chỉ mình hảo là đã có người yêu anh em còn lại đều yêu tờ về khoản ấy cả. Thư của Mai, người yêu của Hảo gửi lên, chúng tôi tranh nhau đọc để xem tình yêu nó như thế nào. Hảo kể, hai đứa yêu nhau khi vừa hết tuổi quàng khăn đỏ. Tuy chưa tổ chức đám cưới, nhưng mẹ anh đã coi Mai như là con dâu rồi. Tôi gợi lại kỷ niệm để thăm dò. Ông còn đợi tôi bữa khao đấy nha, tiệc sẽ to lắm đấy. Hảo đang vui bỗng ỉu xìu, mặt thẫn thờ. Dấu hiệu ấy, cộng với sự trống vắng của căn nhà, cho tôi biết là mình đã vô tâm. Có thể Mai đã không còn là vợ của Hảo nữa. Vài phút sau, Hảo mới ngước nhìn tôi và nói, giọng trầm hẳn lại. Thì cứ ở đây với tớ, sẽ có rượu, có tiệc, nhưng không phải là khao đám cưới, đã cưới xin gì đâu dù đã linh cảm tôi vẫn sững sờ khi nghe hảo nói vậy những ngày sau đó tôi đã tìm mọi cách giúp hảo nhưng chưa cải thiện được tình thế hiện tại tôi viết chuyện này may chăng ai đó có thể giúp được bạn tôi đúng là lần về phép ấy gia đình đã làm lễ cưới cho hảo với mai tuy là đám cưới thời chiến nhưng chú rể sắp đi bê nên trang trọng lắm lúc đón dâu nhà trai đã xin dâng cơi trầu nhưng nhà gái cứ nấn ná bảo đợi ông chú ruột cô dâu nhà ở huyện bên hẹn sang đưa cháu về nhà chồng và nhận mặt cháu rể khi ông chú tới mai dẫn hào đến giới thiệu với chú kỳ quá chú vợ nhìn cháu rể mà mắt cứ tròn xoe như là nhìn người nhà trời vậy mặt ông chú đành lại tái đi rồi lại đỏ lên ông ngỡ mình nhầm nhưng sao mà nhầm được chứ mới cách đó có ba hôm thôi ông còn chạm chén chúc nó ở đám cưới của nó với con gái ông hàng xóm kia mà nó nói sắp đi bê nên ông còn cạn hết chén với nó bắt tay nó hẳn hoi hóa ra nó lừa cháu ông nó cưới hai cô vợ trong một tuần ông chú vội kéo mai ra góc sân thì thào với cô cháu gái. Rồi mọi người ngơ ngác sửng sốt khi thấy Mai ngã quỵ xuống đất, ngất lịm đi. Ông chú hoảng quá cuống cuồng đỡ cháu gái, mặt hăm hăm nhìn Hảo. Mai được đưa đi cấp cứu trên trạm xá xã, đến tối mới tỉnh, nhưng vừa nhìn thấy Hảo, cô lại ngất đi. Hôm sau cũng vậy, cứ thấy Hảo là Mai lại như người lên cơn động kinh vậy đến nỗi mọi người cấm không cho hảo vào nữa đám cưới phải hoãn lại phép thì hết hảo tuy chưa biết duyên cớ gì khiến mai đến nông nỗi thế cũng đành cắn răng trở về đơn vị rồi đi bê ngay trước khi đi anh viết cho mai một bức thư rất dài ở chiến trường hảo cũng tranh thủ mọi lúc rỗi để viết thư cho mai nhưng không có một hồi âm nào. Mãi đến cuối năm 1975, Hảo mới được về thăm quê. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng anh vẫn bàng hoàng không thể tin nổi đó là sự thật. Khi mẹ đã mất, Mai thì bỏ nhà đi đâu không biết ngay từ khi Hảo vào chiến trường được vài tháng. Gia đình bè bạn đã tìm kiếm nhiều nơi từ đó đến giờ mà chưa thấy. Hảo như người mất hồn lúc đó hảo có thể xin đi học hoặc chuyển ngành nhưng anh đã nhất quyết về quê làm ruộng để có thời gian đi tìm mai nghe đến đây tôi sốt ruột quá nên ngắt lời hảo nhưng tại sao lại vỡ đám cưới tại sao mà mai lại bỏ đi hảo ríp một hơi thuốc dài rồi đứng dậy tay rùn rùn hạ tấm huân chương phần thưởng cho những cuộc chiến đấu của anh xuống lật tấm bìa lót mặt sau lấy ra một tấm ảnh cỡ 4 x 6 đưa cho tôi tấm ảnh này màu thuốc đã phai nhưng vẫn còn nhận ra hảo đứng bên một cô gái bế một đứa nhỏ chừng vài tháng tôi ngước mắt hỏi hảo hất nhẹ mái tóc lấy củi tay dai dai hai bên thái dương mà nói vì cái đám cưới này của tớ đấy đúng là ông chú mai đã dự cái đám cưới này ông ấy đã hiểu lầm mai cũng hiểu lầm uất ức đến nỗi ngất đi rồi bỏ làng ra đi cũng có lẽ vì thế rồi hảo lại thầm thì kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện tôi cứ nhìn mãi vào cô gái trong ảnh mà hình dung sự việc theo lời kể của hảo lúc hảo xuống xe ở thị xã thì trời đã nhá nhem tối anh vội ra ngay bến đò bến đò này thưa khách lắm nhà đò ít khi chở đêm trên bến chỉ có một cô gái bế đứa con còn nhỏ ngồi ủ rũ hình như cô ấy có chuyện buồn hảo lại gần và hỏi cô gọi đò chưa cô gái giật mình ngước mắt lên nhìn hảo giọng khàn đặc em gọi mãi mà chẳng có ai thưa em chờ đến gần một tiếng đồng hồ rồi chết thật ông đò này tôi biết nhà ở mãi trong đê phải gọi to, may ra ông ấy mới nghe tiếng. Hảo bắt loa tay, vừa gọi vừa hú mãi cũng chẳng ăn thua gì. Chả lẽ ngồi đợi đến sáng hay sao? Hảo nóng ruột, lính tráng về phép được bảy ngày để cưới vợ, mà phải ngồi đợi đò một đêm thì vô lý đùng đùng. Bơi, phải bơi thôi. Khúc sông này rộng thật đấy, nhưng anh không lạ. Hồi chưa đi bộ đội, hảo đã bơi qua đây mấy lần rồi hảo lấy tấm ni lông bọc chặt ba lô làm phao chuẩn bị xuống bến hảo chợt nhớ còn hai mẹ con cô gái chả nhẽ lại để hai mẹ con cô qua đêm ở đây trông chừng cô ta có vẻ mệt mỏi lắm thì phải nỡ lòng nào mình lại là bộ đội hảo lại gần cô giọng thân tình cô cứ ngồi đợi đây tôi bơi sang tìm ông đò rồi quay lại đón cô. Nửa tiếng sau, Hảo quay lại cùng thằng nhỏ con ông lái đỏ. Sang sông, họ đi cùng nhau thêm một đoạn đường nữa. Đến ngã ba cảng, các nhà Hảo non chục cây số thì hai người chia tay nhau. Nhìn cô gái lầm lũi bế đứa con nhỏ, túi đồ nặng sệ một bên vai. Trời vừa tối lại vừa rét, mà từ đây đến làng cô cũng còn bảy tám cây số nữa Hảo thấy ái ngại quá, không đành lòng đi được. Anh quyết định đưa cô gái về đến nhà rồi quay trở lại cũng không sao. Chưa đầy hai chục cây số, có mùi mẽ gì với lính tráng đâu. Qua câu chuyện dọc đường, Hảo biết Đào, tên cô gái, là công nhân đông trường trẻ trên yên bái, nhận được điện mẹ chết nên về chịu tang. Cô đã phải đi suốt từ trưa hôm kia tới giờ. Hảo hỏi thăm, thế anh ấy đâu sao không về cùng để cô đi một mình thế này không có tiếng trả lời cô gái vẫn lầm lũi bước đi chắc anh ấy cũng là bộ đội à hảo tỏ vẻ thông cảm và an ủi thôi hoàn cảnh bộ đội thời chiến các cụ chắc không nỡ trách mắng đâu thế anh ấy bây giờ đóng quân tận đâu không thôi thôi anh đừng hỏi em nữa Cô gái nói mà như khóc, rồi bỗng hòa khóc như không thể kìm lại được nữa. Hảo chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Anh bối rối, muốn nói một câu gì đó để chia sẻ hay an ủi, nhưng không biết nói thế nào cho phải. Còn cô, không thể ngờ ngày về quê lại đến nông nỗi này. Cô gái vẫn tức tưởi bước đi như vô định. Bỗng cô vấp chân phải một hòn đá trên đường loạn choạng nếu không có hảo nhanh tay đỡ thì chắc là cô đã ngã rúi xuống đường rồi cú vấp làm cô bật cả móng chân hảo phải xé chiếc khăn mùi xoa băng vết thương cho cô có lẽ khi người ta đau xót tủi cực đến tận cùng bỗng dưng gặp được một người tốt bụng giúp đỡ tận tình thì người đó dù lạ hay quen cũng trở nên thân thiết và tin tưởng nên khi hảo hỏi Chắc cô có điều gì đau khổ lắm phải không? Thì cô gái đã kể cho Hảo nghe câu chuyện đầy bi kịch của đời mình. Năm ấy 17 tuổi, cô gái trẻ trung xinh xắn của làng Bùi có cái tên rất đẹp là Bích Đào. Theo tiếng gọi của đoàn sung phong lên xây dựng vùng kinh tế mới Yên Bái, cô được phân công vào đội trồng trẻ cách thị trấn huyện tới 40 cây số. Người thị trấn mà các cô gặp thường xuyên là một anh bưu tá. Ai, anh cũng gọi là đồng hương tuốt tuột, nhưng có vẻ anh chỉ mê mỗi bích đào. Thực ra thì đào cũng không ưa anh ta lắm. Nhưng ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, đi ra đi vào, chỉ nhìn thấy rừng là rừng với giặt phụ nữ, thì chỉ riêng sự có mặt của anh ta đã đủ khuấy động tình cảm rồi, chưa kể đến sự nhiệt tình chăm bẵm nữa thế là đào trao thân gửi phận cho anh ta rồi đào có thai anh ta bảo với đào rằng cứ yên tâm sẽ về nhà xin bố mẹ lo việc tổ chức đám cưới và đón các cụ lên báo cáo cơ quan đào đợi một tuần rồi hai tuần đợi đến lúc không còn giấu nổi cái thai nữa cô đã lặn lội lên huyện để tìm người yêu Đến nơi cô mới biết anh Bưu Tá đã xin chuyển đi một tuyến trạm khác từ lâu rồi. Và một sự thật nữa làm cô choáng váng là anh ta đã có vợ. Nghe câu chuyện của Đào, bước chân hào nặng dần. Trước cảnh ngộ của Đào, anh thấy căm ghét kẻ cũng gọi là đấng nam nhi mà đi lừa lọc để tận hưởng cái khoái cảm dục dục đã làm cho người con gái phải bất hạnh đến như thế này đây. Bỗng dừng cháu bé khóc. Đào ngồi xuống vệ đường cho con bú. Nhưng bầu sữa của người mẹ qua mấy ngày tàu xe vất vả lại cộng thêm trăm nỗi lo sợ đau đớn chưa đủ cho con no bữa đã cạn. Cháu bé lại khóc. Đào cũng òa khóc theo. Không thể cứ ngồi đây mãi được. Cho đến bây giờ, Hảo vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại có ý nghĩ ấy và quyết định nhanh chóng đến như vậy. Hảo nói rành giọt từng câu như ra lệnh, khiến Đào phải nín khóc để nghe. Thôi, cô đừng khóc nữa, chỉ mệt thêm thôi. Mẹ đã mất, cháu lại đang khát sữa. Tôi sẽ đưa cô về đến tận nhà. Nếu sợ bố quá, tôi sẽ nhận là chồng của cô. Đêm nay ở lại nhà cô, ngày mai tôi lấy lý do sắp đi bê, chỉ được tranh thủ đưa vợ về viếng mẹ, rồi phải lên đơn vị ngay, chắc bố cô sẽ tin thôi. Nhưng... Nhưng như thế thì khổ cho anh quá. Mà giấu mãi sao được. Đào thẳng thốt như người hụt hơi. Thì chỉ là đóng kịch thôi mà. Giải quyết trước mắt cái đã. Sau này cô cứ nói tôi đã hy sinh là xong. Thôi, cứ thế mà làm nhé. Hảo vừa động viên vừa bàn bạc với Đào cách ăn nói như thế nào cho xuôi tai. Đào ngồi yên lặng chả biết có nghe được câu nào không khi hào kéo dậy cô mới như người sực tỉnh giấc mộng họ đã về đến gần nhà nhưng lạ quá trong nhà yên ắng không có dấu hiệu gì là nhà có đám tang cả đào tần ngần đứng trước ngõ hào chủ động kéo cô vào sân cả nhà sững sờ trước sự xuất hiện thình lình của bộ ba này mẹ đào lao đến nhưng bà chợt sững lại Ông bố thì đứng như trời trồng chân chân nhìn hảo, chân chân nhìn thằng nhỏ. Mạch máu hai thái dương giật giật liên hồi. Ông đã đoán ra sự thể rồi. Dù đã ý thức được điều đó, nhưng Đào vẫn choáng váng hoa mắt, lưỡi cứng lại, không cất nổi lời, cũng không dám khóc. Hảo mạnh dạn bước lên một bước ngắn, bình tĩnh và từ tốn thưa. Dạ, thưa đây là cháu của ông bà còn con là là quý tử rể à ông ngắt lời hảo giọng lạnh lùng đoạn ngồi phịch xuống chiếc chàng kỷ bộ đồ gỗ mà ông vốn rất quý luôn cẩn trọng đương nhẹ với nó ông dằn từng tiếng y như thể từng nhát dao chém giật nhà này không có con có cháu kiểu ấy không hỏi không cưới thì vác nhau về làm gì làm nhục cả nhà với thiên hạ à Đi ngay đi! Nghe bố quát, đào sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Hảo vẫn bình tĩnh, bước lại gần ông thêm chút nữa. Tháo ba lô đặt xuống đất, mới từ tốn thưa. Dạ thưa, con làm cùng đội với em đào. Chúng con yêu nhau, có cháu. Chưa kịp về báo cáo với hai bên gia đình, thì con có lệnh nhập ngũ gấp. Bổ sung quân số cho đơn vị đang thiếu quân, đồng trưởng đã tổ chức cho chúng con trước ngày con lên đường nay huấn luyện đã xong trước khi đi b cấp trên mới cho tranh thủ về ngày mai con phải trở lại đơn vị rồi xin bố mẹ tha thứ hảo chưa nói hết câu bà mẹ đã khóc thì ra bà đâu có chết lâu quá không nhận được thư của đào lại có tin này tin nọ bà nóng ruột đến quên cả kinh khem giấu ông bà bắt em đào điện lên như vậy giờ thì bà quỳ xuống xin ông tha tội cho các con để con nó còn vui vẻ yên tâm lên đường đánh giặc việc bà xin cho các con ngay cả cái sự quỳ xuống của bà chẳng thấm vào đâu với thói độc đoán gia trưởng của ông nhưng hai tiếng đánh giặc mà bà nhắc tới khiến ông vừa định mở miệng ra quát đã bội dừng lại ông im lặng hồi lâu hút thuốc xỉ bã lại hút rồi e hèm mãi sau mới chỉ tay xuống ghế ra hiệu cho hảo được ngồi chị đợi có thế các em của đào đã ùa ra cả với chị đứa đón cháu đứa ôm chị đứa xách đồ đưa chị vào nhà rồi rối rít đi làm cơm bố vợ bắt đầu hỏi chuyện gia cảnh quê quán đơn vị của con rể không khí gia đình đầm ấm trở lại đào như chút được gánh nặng quá sức vào đúng cái lúc sắp sửa gục ngã. Việc khó nói với cô bây giờ là nhập vai kịch theo cái sự đã rồi. Hảo tuy sắm vai một cách tự nguyện và bản thân anh cũng thương đào. Nhưng tình tưởng thì vẫn nhận thấy cả hai đều có vẻ ngượng ngập. Đêm đó, Đào và Hảo đã ý tứ để không lâm vào tình huống khó xử nhưng mấy cô em đã kín đáo sửa soạn căn phòng hạnh phúc cho họ từ lúc nào. Hảo đến bên giường bố vợ nài nỉ bố bố cho con được ngủ với bố một đêm để mai con còn đi. Mai đi thì anh lại càng phải vào với vợ chứ. Ông dứt khoát rồi hạ giọng thân tình nghỉ đi con bố mẹ còn phải bàn việc ngày mai cũng phải làm trục mâm vừa công bố với họ hàng làng xóm vừa liên hoan để con đi chiến trường chứ bố vợ đã nói thế thì con rể nào dám trái lời hóa ra ông đâu chỉ có bảo thủ độc đoán ông còn là người rất tâm lý và có lòng thương cảm nữa tình thương con đến nỗi biến ông thành người cả tin bỏ qua mọi lề luật nghi lễ thông thường hảo cảm thấy việc làm của mình có điều gì bất nhẫn với ông mặc dù bây giờ hảo hiểu rằng anh không chỉ giúp đào mà còn để cho ông già có được sự thanh thản lúc tuổi cao sức yếu nữa hảo bước vào buồng từng bước chân chậm chạp ngại ngần dai dứt có ai vào buồng vợ trong đêm chia tay lại như thế này đâu anh không ngờ người con gái cùng anh trên giường lần đầu trong đời lại không phải là mai mé trong đào cũng không ngủ được trằn trọc mà không dám cựa mình một tiếng động nhỏ cũng làm cô giật mình thảng thốt hai hàng đứng bắt lãi chã lăn rơi trên đôi gò má nóng hồi của đào thấm ướt cả chiếc gối một tiếng thở dài nghẹn lại giữa chừng hảo ngồi dậy vặn to thêm ngọn đèn dầu và châm tiếp điếu thuốc khác đào khóc khiến anh cũng không cầm được lòng mình hai người lặng lẽ nhìn nhau qua đôi mắt đẫm nước mắt nước mắt vừa thổ lộ, lại vừa để giấu đi những nỗi niềm từ sâu thẳm đáy lòng. Gần trưa, khách đã lục tục đến. Toàn bà con họ hàng và làng xóm thân quen cả. Đào và Hảo gượng nói gượng cười, đón chào khách. Sự ngượng ngập trong vai kịch của họ lại khiến mọi người nghĩ là họ ngượng ngập vì có con rồi mới làm đám cưới nên ai cũng hiểu và thông cảm là thời chiến này mà có được thằng cu thế này là phúc đức lắm rồi sau đó hảo cũng vội vã quay về nhà và mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến lúc đón dâu thì xảy ra sự cố như các bạn biết đấy thì ra ông chú của mai cũng được mời dự cưới ở nhà đào bữa trước hảo không nhận ra ông còn ông thì nhớ rất rõ lúc anh được bố đào dẫn đến giới thiệu Hảo cầm lại tấm ảnh và nói với tôi. Tấm ảnh này, ông bố Đào đã để trong khung kính treo ở giữa nhà. Lúc mai khỏe, cô ấy sang bên ông chú để hỏi cho rõ sự việc. Ông chú đã dẫn Mai sang nhà Đào. Bố Đào còn chỉ vào ảnh để khoe con rể, làm cho Mai càng tin điều đó là sự thật. Mình thành ra, vừa là kẻ phản bội, vừa là đứa lừa lọc thì ai còn chịu nổi. Giá mà lúc ấy mai đi tìm đào để hỏi thì có lẽ... Ở đời cứ giá mà thì không xảy ra chuyện gì. Sao ông không làm rõ sự việc trước lúc lên đơn vị? Hảo thở dài nói, thì có biết là Mai lại hiểu lầm như thế đâu, thật là xảy một ly đi một dặm. Tôi sốt ruột hỏi, vậy ông đã tìm Mai ở những đâu? Chỗ mọi người mách, cả chỗ mình linh cảm mọi tội lỗi do mình gây ra cả làm mất cả đời mai hảo nghẹn ngào mình vẫn yêu mai lắm bây giờ gặp lại dù mai có thân tàn ma dại thì mình cũng đưa mai về bằng được nếu mai đã lấy ai rồi thì mình cũng vơi bớt phần nào đau khổ nhưng mình nghĩ là mai không lấy ai cả có bận mình mơ thấy mai lang thang rách dưới đi giữa đồng không mông quạnh có bận mơ thấy mai ăn mặc như tiên bay bổng trên trời lại có bận mơ thấy mai bị thương máu chảy ròng ròng thật chẳng biết thế nào nữa thế nếu không tìm thấy mai thì ông thế nào tôi hỏi muốn để hào tỉnh táo với những sự thật nghiệt ngã anh vẫn như người trong mộng đi tìm tìm đến suốt đời làm sao có thể vui thú với ai khi mai đang lang thang đâu đó kia chứ thế còn đào bây giờ ở đâu gia đình cô ấy biết chuyện thật chưa tôi kéo hào đến một sự thật khác cách đây bốn năm đào dẫn người yêu mới về xin cưới nhưng ông cụ không cho vì ông đã có con rể làm bình rồi đào đã nói rõ sự thật nhưng ông cũng không nghe còn cho là đào bịa chuyện để bỏ chồng theo trai bực quá ông đuổi cả hai đi khi bình sang thăm biết rõ sự tình ông lặng câm như tượng Biết mai mất tích Ông bỏ cơm gần tuần Cụ ân hận dằn vặt cho là Nguyên căn ở cụ cả Lắm lúc cứ tha thần đi một mình Ai hỏi thì bảo Đi tìm con gái tôi tên là Mai Bác có biết nó ở đâu không Rồi thỉnh thoảng cụ lại sang thăm mình Cho cả tiền để đi tìm Mai Không nhận thì cụ khóc Năm ngoái Đào cũng về quê chơi Thằng nhỏ đã đi học rồi Đào cũng bỏ ra mấy ngày phép để đi dò hỏi tung tích của Mai. Tôi ngập ngừng hỏi, nếu giả dụ Mai không còn, ông có định biến vở kịch năm xưa thành sự thật không? Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó thật đấy, chả thèm khát gì cả, già rồi còn gì. Và lại, hình ảnh Mai đã ăn sâu trong đầu mình lắm rồi, làm sao mà quên được. Mà đã không quên được Mai thì sao có hạnh phúc với người khác? Hảo nói không chút ngập ngừng. Tôi tin là anh nói rất thật Từ đó cho đến nay Tôi đã tranh thủ đi nhiều nơi Hỏi thăm nhiều người Nhờ cả phương tiện thông tin đại chúng loan tin giúp Có tin là Mai đã bỏ nhà đi thanh niên sung phong Tôi cố tìm những người chỉ huy cũ Của các đơn vị thanh niên sung phong để dò hỏi Nhưng người đã hy sinh Người chuyển ngành Hoặc về quê Nên tìm họ cũng khó Tôi tìm đến một số trạm điều dưỡng thương binh nặng Đã gặp đến bốn cô Mai Nhưng không có ai là Mai của Hảo cả Vừa qua Hảo lại đi vào nghĩa trang Trường Sơn Vẫn chưa tìm ra Nếu ai biết được tung tích của Mai Xin cho tôi biết Mai ra có thể giúp bạn tôi có được sự bình yên trong tâm hồn Và một chút hạnh phúc gia đình Dù đã rất muộn màng. Như tên truyện, Chuyện tình người lính của tác giả Nguyễn Hiền Lương là câu chuyện về người lính trong chiến tranh, nhưng diễn biến không phải ở chiến trường mà xảy ra ở hậu phương. Ở đó có tình yêu, hạnh phúc và sự chia ly bởi những việc xảy ra ngoài dự định. Nhân vật chính là Hào, người lính từ mặt trận về phép cưới vợ. Những tưởng hạnh phúc ngọt ngào mong đợi bấy lâu sẽ thành hiện thực, nhưng việc bất ngờ xảy ra Hào đã giúp đỡ mẹ con cô gái ở nông trường cũng đang trên đường về nhà. Không phải là Hào không suy nghĩ đắn đo, nhưng trước tình cảnh đáng thương của Đào, anh đã hành động theo tiếng nói của trái tim và tấm lòng người lính. Việc làm cao thượng trong sáng của Hào đã giúp mẹ con Đào khỏi mang tiếng không chồng mà chửa, nhất là trong hoàn cảnh Đào có ông bố cực kỳ gia trưởng. Oái oăm ở chỗ, Hào tuy chưa cưới mai người yêu của anh nhưng trên danh nghĩa đã là chồng, là cha của mẹ con Đào. Tác giả đã thể hiện tâm trạng khá phức tạp của Hào từ lúc anh đưa mẹ con Đào về nhà, cho đến khi gặp gỡ bố mẹ vợ, hay khi hai người ở chung một phòng hoặc trong đám cưới mời họ hàng. Hào buộc phải đóng vai chú rể thật khéo, nhưng cũng say dứt vì người yêu của mình đang mong đợi. Trong tình huống đâm lao phải theo lao, Hảo đã đóng trọn vai diễn bất đắc dĩ của mình. Đám cưới có hậu với Đào, nhưng lại hóa thành bi kịch đối với Hảo và Mai. Hảo không thể ngờ việc anh đóng kịch giải quyết tình thế cho Đào lại khiến tình yêu và hạnh phúc của anh tan vỡ. Bao năm, Hảo vẫn đi tìm người vợ chưa cưới cùng nỗi dày vò ân hận, mặc dù chuyện đó ngoài ý muốn chủ quan của anh. Tác phẩm khai thác đề tài người lính về cuộc sống đời thường những suy nghĩ tâm trạng dây dứt khi bất ngờ rơi vào tình huống oái oăm có một không hai trong đời. Trong tình huống gặp hoàn cảnh éo le của đào, có lẽ mọi người lính như hào sẽ hành động như vậy. Cái chất lính, chất nhân ái bộc lộ rõ nhất ở tình huống ấy. Phần kết chuyện ngắn, chuyện tình người lính là cái kết mở, vẫn là nỗi mong đợi ngóng tìm. Có lẽ hy vọng sẽ bù đắp và giúp Hảo niềm tin vào tình yêu chân thành mà anh dành cho người mình yêu. Thưa các bạn, nhà văn Tống Ngọc Hân rất có duyên với miền núi. Chị viết về cuộc sống, con người, tập quán của đồng bào vùng cao với giọng văn ấm áp, đồng cảm. Mỗi số phận, mỗi con người trong văn của Tống Ngọc Hân thực sự dây dứt người đọc, người nghe bởi chị đã viết về họ bằng tất cả sự thấu hiểu. Một trong những chuyện ngắn hay về đề tài này phải nhắc đến chuyện ngắn Đường Mưa của chị. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Sơn Tùng. Giữa ngọ mà mưa, trời đất thật loạn, mụ quay cuồng cái suy nghĩ phải rõ ngô rõ khoai mọi việc. Nhưng mưa thế này mà dấn thân, họa là trời đầy. Thật lạ mưa vắt sang mùi cứ đà này mưa đến tối đã thế càng phải đi không ai can được đâu mưa là cái thá gì trời đã đầy thì cho đầy cả thể con phố dốc ngắn và hẹp nước chảy như suối ngay trên lòng đường mụ chân đất quần sắn quá gối tay cầm dao tay cầm ô một mình bòm bõm trên con đường mưa Thì thoảng có thằng xe máy rẹt qua nước văng cả vào mồm mụ đến chợ cái chợ như tụt xuống dưới lòng đất chừng hai chục bậc đá mòn vẹt ngày dưng chợ vắng mưa lại càng làm cho vắng quán cơm nhà nó nằm góc chợ chỗ căng bùng nhùng mấy tấm bạt chắp vá kia rồi nó đang quay lưng lại mụ liến thoáng cái gì đó e hèm mụ háng giọng cụp ô róc nước để con dao lên mép bàn ngay cái bát phở của gã mông đang ăn dở à kia quay lại mặt nó tối sầm như mây đen vừa kéo thêm về, đầy ải cái vắng vẻ buổi giao thời. Nếu nói về dao, về vũ khí, thì nó sẵn hơn mụ. Con dao thái thịt mỡ sáng loáng, bóng nhờn, con dựa chặt xương, cả hai nằm trên cái thớt nghiến, to bằng cái mẹt. Chưa kể xiên, rồi búa, củi gọc và song chảo. Mụ thầm cân nhắc lực lượng và cầm con dao lên thế thủ. Mụ cân cất hỏi. Lão phính đâu? Chi Pâu? Ai trả lại còn cậy tiếng mông để đối đáp với bà? Lão phính đâu? À kia trả vừa. Tôi chả giấu chồng chị dưới gầm giường hay trong cặp quần tôi được. Mụ ngó nghiêng. Thằng già này hoặc đi gánh nước hoặc bị nó sai vặt đi đâu đó thôi. Cứ đứng đầy đợi ở nhà mụ chắc mẩm mưa gió thế này, quán vắng khách, kiểu gì anh ả à cũng kéo bạt mà hú hí với nhau. Ai ngờ, nó vẫn móc đầu ra vài gã mông đang đùng đỉnh câu giờ với bát phở trương phình. Bình thường, mụ mặc kệ, chá thèm ghen, nhưng nó lại dám đánh tiếng thách thức mụ, kích động mụ, rằng giỏi thì đẻ đi, không đẻ được thì để người khác đẻ cho. Loại gái độc. Mưa ngày càng mau, càng to hạt, cả khu chợ dậy lên mùi xào xáo nướng nấu, cái mũi của mụ mũ cứ hếch lên hít cho đẩy những mùi thơm đang tấn công cơn đói của những ai vô tình hay cố ý đi qua cái góc ẩm thực này. Mùi mang chua xào lòng gà, cấm có lẫn vào đâu được, mùi đậu phụ xuất cà chua và thịt ba chỉ, mùi trứng rán hành, mùi cá suối nướng tầm thảo quả, mùi nào rõ mùi ấy, thế này bố đứa nào chịu được cái cơn ghen tuông tức bối là đâu mất chỉ thấy cơn thèm ăn thèm uống nó ngoi lên từ dạ dày đến thực quản và lấp đầy khoang miệng mụ tạm tha cho nó đùng đỉnh đi ra hàng cơm phía ngoài gách mông ý tứ ngồi cũng mất phần ba cái ghế băng dài cái ghế cặp kênh giơ hai cái chân còn lại lên chới với mụ ngượng nghịu đứng dậy chủ quán là lão già có cái đầu hói bóng nhoáng đồn đáo ấy chết, chị cứ ngồi xuống, ngồi vào giữa ấy cho chắc. Mụ liếc xéo có đôi mắt lươn tí hí của lão mà đưa đẩy. Em thôi, chắc gì đấy đã bằng đây. Lão chủ quán gật gật, che chắn ngay. Thì nịnh em tí cho sướng thôi, chứ em còn mỡ màng lắm. Mụ hởi lòng hởi dạ, luồn con dao xuống dưới gầm bàn, rồi làm ra vẻ sành sỏi. Làm chai rượu và cái đĩa tổng hợp nhỉ? phở thì ăn sau cho nóng, mưa gió thế này cũng chẳng mó được việc gì. Chủ quán tay thoăn thoắt, mồm liến láo, mắt đảo như lắc bi. Chạm con dao dưới gầm bàn cũng hơi trợn, nhưng với bản lĩnh của lão già ngoài 60, từng giang hồ ngang dọc, cũng thấy thường thôi. Chỉ sợ rượu vào, cơn ghen của mụ lại cuồng lên thì có đứa chết. Đàn bà là thế, hoặc không bao giờ chạm vào rượu, hoặc là phải say bí tỉ, chứ nhồi nhội nghi ngơ, là rách việc. Tính tiền trước cho chắc ăn. Lão già khôn gớm. Mụ thầm nghĩ và moi trong túi quần ra cái túi thổ cầm con. Mụ kéo khóa, lôi ra tờ một trăm, để lên bàn, cẩn thận lau bát đũa. Tổng hợp là mấy miếng sườn xào chua ngọt, mấy miếng nội tạng luộc, vài miếng đậu phụ rán và răm cọng hành trần tái. Thế cũng quá ổn. Mụ rót rượu ra cái cốc thủy tinh không to, không nhỏ. rót cắn cả, bưng lên miệng, tợp một phát, hết non nữa. Cũng khả đến nơi đến chốn cái kiểu ẩm thực của mụ, đàn ông phố chợ này, trả lại tiền. Mụ có tiền, là người có tiền thì ăn uống phải mạnh bạo. Việc gì phải xấu hổ. Cái chai nhựa thứ nhất lăn xuống gầm bàn. Mụ giáo giác tìm cái điếu cày. Mụ nhồi thuốc đánh lửa châm đóm, rít thật lực. Mắt lim dim, khói tít mù, đầu ngả nghiêng. Phê. Ơ kìa, quán hết rượu hay sao? Chậm quá. Mụ buông điếu cày là vớ lấy chai rượu mới, rót tràn ra mặt bàn. Chủ quán xót ruột, mụ hiểu ý móc túi rút thêm năm chục. Tiền rượu đấy, chưa gì đã, mà ông anh cũng làm vài chén đi. Làm cho gì có khách mà lo. Hết chai thứ hai, nhẫn cái đĩa tổng hợp. Mụ chẹp chẹp cái miệng, cạp rậm gọi. Phở! phở gà nhé. Chưa đầy ba phút, bát phở kiệt cả cái lẫn nước. Mụ lào đảo đứng dậy. Trước khi đi, mụ không quên cúi xuống nhặt con dao. Mụ đi thẳng vào quán con tình địch to gan lớn mật. Nó đứng dựa lưng vào cột quá nhìn mưa. Phía dưới cái tạp dề của nó là cái bụng phồng phồng. Mụ khua con dao trước mặt nó. Tao giết mày, đồ lăng loàn, cướp chồng người khác. Nó ưỡn ngược thách thức. Đấy, chỉ có giỏi thì giết cả mẹ lẫn con tôi đi Mụ khựng lại Con dao rơi xuống đất Thật thế sao Nó chữa thật rồi sao Người ta đồn đại thế mà hóa thật sao Đời khốn nạn Lão phính nhạc mụ thật khốn nạn Mấy mươi năm Không làm cho mụ chữa được Mà mới thì thụt với nó hôm nào Giờ đã chữa rồi sao Chân tay mụ dã rời Nước mắt mụ ứa ra Nỗi hờn tủi cứ dâng lên Dâng lên mụ quên cả nhặt con dao lên quên cả cái ô đen bên quán lão hói lật đật trở về nhà mụ chống tay vào hông giọng ngất ngưởng nó chửa thật không hả lão phính biết không giấu được nhát gừng ừ chữa. mụ phẹt xuống hè dựa lưng vào cái cột thở dốc mưa có vẻ mau hơn. Trong nhà, một bà già, giả mốc giả meo như cái gốc lê, đang lần tay vào trong người gãi sồn sột. Mụ thấy người ngứa ngáy, dầm dàn, thi thoảng nhoi nhói như ong đốt. Tự nhiên, mụ thấy thèm được đi đâu đó một chuyến. Ít nhất là ra khỏi cái nhà này, ra khỏi cái tiếng gãi lưng sồn sột của mẹ chồng, như gãi ghẻ từ bữa nghe phong thanh thằng con trai mình làm chửa được đứa chủ quán bún phở cụ tự hào lắm hết đùn đẩy nhau đứa nào biết đẻ hay không giờ đã rõ cụ càng khỏe gãi hay là về quê dễ đến chục năm rồi mụ chưa biết mặt quê đồ ấy vừa xuống bến xe bọn xe ôm nhau nhau xí phẩn có dăm cây số đã mặc cả trước là 15.000 xuống xe, không có tiền lẻ, đưa nó cả 20.000, nó đúc tiền vào túi áo, nổ máy định đi. Mụ giật lại, không trả tôi 5.000 thừa hả? Nó trợn mắt nhìn cụ, ơ ờ, hay, có 5.000 mà to như con voi ấy, lại còn đòi. Nó cười hô hố, quê đấy, về đến ngõ, bọn trẻ con nhắc nhắc ùa ra đến cả tá. Chú nó ầm lên, hò hét, Tây, Tây về làng chú bay ơi. Con em gái út chạy ra, ngó chán mới dám đưa tay, sờ vào cái áo rét không độ của mụ. Sờ mái tóc xoăn tít, vàng ruộm của mụ, rồi nó mới chu lên. Đúng là bá ngọ nhà mình rồi, các con ơi! Lúc ngồi trên phản ăn cơm, lâu lắm mới ngồi phản, hai cái vế của mụ to như hai cây chuối hột, chả khoanh được, mà có khoanh được cũng hết bố nó nửa cây phản. Còn ai ngồi, mâm cơm được chuyển xuống chiếu, mụ chọn cách cột mà dựa. Bữa ăn phải xoay sở, đổi tư thế mấy lần. Đứa em út trong nhà mụ cầm tinh con chuột, bé tí, gầy tong, răng chìa ra mà ăn khỏe đáo để. Nó vừa nhai vừa bảo, Tết xong em lên để bá vỗ béo cho em nhá. Thằng chồng lườm vợ, con vợ em nó sán hay sao ấy, ăn như đúc dế mà đách béo được. Mụ ăn qua ăn quýt, ra điều đây ăn rông dài thế đấy mà vẫn cứ béo ục béo tròn, chả hiểu làm sao. Cái áo khoác dài ba lớp của mụ cởi ra treo trên cột, bọn trẻ lấy xào tròi xuống đắp làm chăn, rú lên, nóng quá. Bốn đứa đắp cái áo còn rộng, con em mụ giỏi được bốn chục cân cả dép mà đẻ đến bốn đứa con, đứa nào đứa ấy như cái nắm cơm, nhìn sướng cả mắt. Chẳng ai dám hỏi chuyện sinh nở của mụ, sợ mụ buồn. Quê đấy, hay là về quê một chuyến cho lão phính đi tàu một lần cho biết lão phính chồng mụ là người mông vùng này phính có nghĩa là phở người mông thật lạ hiếm người không biết thích bún phở vào tuổi mười tám khi theo một người bà con họ xa lên đây bán muối bán mắm mụ đã to quá cỡ quá khổ rồi trai kinh thấy mụ là sợ cả khi mụ tậu được mảnh vườn chĩu chỉ hoa trái và cất được ba gian nhà gỗ thì bọn họ vẫn sợ mụ chưa bao giờ leo lên cái cân để xem mình nặng cỡ nào chỉ biết bọn thanh niên con trai giễu mụ thế này lấy em anh đỡ tốn khoản tiền mua đệm cuối cùng vào cái tuổi ba mươi người ta con bồng con bế hết thì mụ mới có người đến hỏi đó là phính chồng mụ phính nhỏ người được cái khỏe mạnh chăm chỉ lấy phính mụ được ở luôn nhà mình vì cái trận mưa lớn năm ấy nhà phính bị lũ quét mất phính lại nghèo nên mãi không có tiền cưới vợ mông lấy vợ là người đa số chẳng mất gì lại có sẵn nhà ở và đưa cả mẹ đẻ về sống cùng ba người lớn không có mống trẻ con buồn như mọt gặm hòm rỗng thi thoảng lão phính có đón bọn cháu họ lên chơi chúng chỉ ăn chỉ phá cho sơ xác vườn quả rồi lại cút về nhà chúng nịnh thế nào chúng cũng chả ở lão phính lần đầu về quê vợ nên phấn khởi lắm lấy nhau hai chục năm giờ mụ mới dám đưa chồng về quê trình diện chẳng là lão phính thấp bé quá lại chột một bên mắt do ngày bé nghịch lửa bị than nó nhảy vào rụi mãi thành mủ mà ở quê em gái mụ chót huynh hoang rằng anh rể to cao đẹp dai rồi. Ở đất này dù trột dù thấp bé nhưng lão phính nhà mụ lại có giá lắm. Dưới chợ, quán cơm phở nào có mặt lão phính, bà con dân tộc kéo về ùn ùn Thế nên họ tìm cách lấy lòng lão. Này bát phở, mai cốc rượu. Có đứa còn thân thiện với lão bằng cách nhờ lão gánh nước nhặt rau, bổ củi, đánh cảm, cạo gió cho cái bài đánh cảm cạo gió của người mông tài tình lắm mà cái giống phải gió cạo một lần là phải cạo mãi nếu không đầu nặng như đeo đá không tỉnh được cạo thế chó nào mà bây giờ nó chữa lúc đầu nghe dân chợ bàn tán mụ không tin tận mắt thấy cái bụng nó rồi thì phải tin lão phính đứng xếp hàng mua vé rõ là xếp hàng mà tí cái lại có vài con mẹ lão cá ngồi lên đứng trước lão. Xếp đến dài cổ không mua được đôi vé, mụ lôi lão ra và đứng vào đấy. Mụ đứng vừa khít cái lối vào cửa mua vé, được ngăn bởi hai cái rào inox. Mấy bà tây thấy mụ thì xì xồ hỏi thăm xem mụ đến từ quốc gia nào. Mụ tự hào vỗ ngực, Việt Nam, Việt Nam. Khách ngạc nhiên lắm, mụ đi trước, xài bước dài như bà chủ lão phính chạy sau, lưng đeo ba lô, tay xách cái túi to như nồ bọc. Mụ được cái dễ ngủ, bất cứ sự di chuyển nào mà không bằng chân của mụ cũng khiến mụ buồn ngủ. Chuyến tàu đêm sớm nhất mà mụ đã dính mắt vào. Mụ nằm kín cái giường tầng 1 khoang 6, lão phính và các kiểu đồ đạc qua cáp ở tầng trên. Tàu chưa qua một ga, mụ đã ngáy rung cả giường mụ ngay to đến nỗi mấy cô cậu cùng khoang phải úp gối lên mặt mà cười. Lão phính tụt xuống, vỗ mông vợ, mụ đổi tư thế nằm nghiêng. Được một lúc mụ lại ngáy, tiếng ngáy nhỏ hơn, nhưng dai hơn và âm điệu khác thường. Mụ ngủ đến khoảng 12 giờ thì mụ thức, suốt 5 tiếng đồng hồ. Cha tấn lỗ nhĩ người khác, mụ dường như cũng biết. Ngáy ngủ là nguyên nhân khiến mụ ngại về quê, ngại đi xa thăm thú bà con, đền chùa hay đi du lịch đây đó. Mụ lấy ra từ túi sách những thứ đồ ăn đêm, chuẩn bị từ nhà. Một bọc xôi đỗ to, một con gà luộc, hai khoanh giỏ lụa và cơ man nào là hoa quả. Mụ mời tha thiết, nhưng mọi người tranh thủ lúc mụ ăn để chợp mắt, nên ai cũng từ chối, kể cả lão phính. Vì thế mà, một mình mụ nhóp nhép, từ từ giải quyết con gà luộc đến lúc chỉ còn bộ xương. Ăn xong một lúc là mụ lại muốn ngủ. Mỗi một cơn ngủ, tư thế ngủ là một điệu ngáy. Cái giường nhà tàu chật quá khiến các kiểu ngáy của mụ lại càng phong phú. Lần này nhờ có mỡ gà bôi trơn mà tiếng ngáy của mụ thanh thoát hơn, đỡ khàn hơn, nhưng lại to và khí thế hơn trước. Cả khoang tàu thức trắng, ai nấy mệt dã rời. 10 năm mà quê thay đổi nhiều quá, nhất là con em út, nó đã có da có thịt, cũng bớt vâu, nhưng cứ nhìn anh rể tủm tỉm cười. Lão phính ngượng nghịu trước bảy cháu hơn hai chục đứa, đứa gọi bác, đứa gọi ông, in cả tai. Nhưng mà lão thấy không khí ở quê vui và ấm áp quá. Nó khác xa với căn nhà lạnh lẽo mà vợ chồng lão với bà mẹ già đang ở. Con em út cứ nhìn mụ, tỏ vẻ ngờ vực nó hỏi mụ đã khám vô sinh chưa? Mụ cười ha hả. Dễ, tôi lại đợi gì nhắc nhở chắc. Khám nhiều rồi, tứ phương rồi, uống đủ các loại thuốc ích mẫu ích tử rồi. Họ bảo tôi không có bệnh gì. Hay là tại anh dễ? Mụ khựng lại ngay. May mà kiềm chế được. Chẳng lẽ lại phô ra cái thói trăng hoa của chồng Xấu chàng, hổ ai Cứ thả lòng cái lão phính nhà mụ Có khéo, có con khắp chợ rồi cũng nên con em út ra cái vẻ hiểu biết. Khám vô sinh cho đàn ông bây giờ là phải khám nam khoa trong bệnh viện lớn ở thành phố cơ. Ba đừng có lo không tốn kém đâu. Mụ nổi tính sĩ diện. Khám thì khám, sợ gì không khám. Không khám, nó lại bảo mình có của mà kiệt. Đằng nào mụ cũng muốn cho lão phính biết mặt thành phố. Chứ quan trọng nam khoa, bác khoa gì. Năm chục rồi, không khéo, họ còn cười cho lão phính nhà mụ bị vô sinh cái kết luận ấy là mụ ngã ngồi xuống ghế mắt hoa lên như trúng gió độc thế là hết hy vọng mấy chục năm mụ cam chịu cái tai tiếng nghiệt ngã gái độc không con nhiều lúc muốn bước qua cái dư luận khắc nghiệt để xin ai đó một mụn con mà mụ không dám bây giờ lại càng không dám năm chục tuổi rồi sinh nở gì nữa bao nhiêu hy vọng đặt vào con mẹ hàng cơm cũng tan biến nó chửa với ai chứ có phải với lão phính nhà mụ đâu khổ thân lão phính cứ trông đợi mỏi mòn về thôi chơi với bời gì mụ chẳng còn hứng thú gì mà công viên hay bờ hồ nữa đêm ngược tàu mụ nằm im không ngáy cả đêm không ngáy bận nào lão phính biết vợ không ngủ không biết bác sĩ nói gì với nó hay lão có bệnh gì nguy hiểm người đàn bà đã không con đã hiếm muộn mà lại có bát ăn bát để thì ít khi được thông cảm lắm thiên hạ bảo chết chẳng mang của đi được cũng chẳng có ai khóc ai hương khói nói không có con không đúng mụ từng nhận ba đứa con nuôi rồi nhưng cứ trơn lông đỏ ra là chúng biến sau khi cuỗm đi của bố mẹ nuôi một món. Cũng tại mụ, nuôi nấng gì, khi chúng đã 15-17, chúng chỉ ngọt ngào lấy lòng, để mụ chu cấp tiền cho chúng thỏa mãn thôi. Bây giờ thì mụ nản rồi, thiên hạ, muốn gán cho cái tội gì cũng được. Đứa hàng cơm, sắp đẻ. Nó nằm y ở nhà, gần như giao phó mọi việc ở quán cho chồng mụ hết lão phính cũng chẳng nề hà có hôm còn ôm đống quần áo bẩn dơ của nó về nhà hùi hụi giặt lão thèm con quá rồi mụ biết chứ ấy thế có lần lão lỡ tay đánh rơi vỡ cái bát nó còng tớn lên chửi sau này tôi cũng chả khiến cái mặt ông nuôi nó làm bố nó tôi có con tôi tôi nuôi ông về nhà chăm cái mụ béo nhà ông nó ít hơn lão phính cả chục tuổi Mà hỗn thế không biết Nó cậy nó sắp đẻ con trai cho lão ấy mà Nó xem bói Thầy bói bảo nó sinh Quý tử khôi ngô tuấn tú lắm Lão phính cứ hề hà qua chuyện Bát à Chuyện nhỏ Lão về nhà Mở hòm bưng xuống cho nó cả chục cái bát sứ hải dương trắng nõn Mụ ấm ức trong lòng lắm Nhưng bỏ qua Cốt để lão vui Lão có vui thì cả nhà mới vui được. Con của lão, rồi cũng là con của mụ. Hôm đưa hàng cơm đi đẻ, cả anh em nhà nó đuổi lão phính về như đuổi hủi. Nó không mượn mặt lão phính ở bệnh viện cho vướng chân. Lão phính về nhà, tủi thân, ôm mặt khóc dưng dứt. Mụ bực mình định sổ tuệt. Nó có phải máu mù của ông đâu mà đòi. Nhưng lại thôi, lòng mụ cũng héo hon từng tấc Chứ vui vẻ gì Sáng hôm ấy trời cũng mưa Mưa rất to Điện thoại nhà mụ đổ chuông Lão Phính bật dậy chạy ra nghe Lão cuống quýt như bắt được vàng Tôi đi đón con đây bà ạ à. Mụ cũng bổ dậy Đón về nhà mình hả Sao nó lại cho ông đón Mụ vội vàng sỏ dép Và với cái chăn băng lông nhỏ chạy theo chồng Lão Phính thập thò ở bên ngoài Mụ mở cửa lách vào sản phụ nằm nghiêng, úp mặt vào tường lý nhí. Đằng nào em cũng không có sữa, anh chị mang cháu về mà bầu bạn. Mụ run rẩy bồng đứa bé lên. Tiếng lỡ phính hỏi vọng vào, con trai hay con gái đấy? Tiếng một bà vọng ra, con gái, đỏ như cái mậm giềng ấy, khỏe lắm. Mụ bế đứa bé sát vào lòng mình, cho nó nhận hơi ấm từ mụ. Nhìn con bé Mụ thấy cay cay sống mũi Lão vĩnh xòe ô Che cho hai mẹ con khi ra đến sân Trên con đường mưa Lão vĩnh nôn nắng Kiễng chân Ngó vào mặt con bé Lão giật mình thắc mắc Sao người ta làm thế nào mà con bé bị rách môi to thế Mụ lườm chồng Ông đừng nói vậy Con nghe thấy tủi thân Lão phính Tay cầm ô Dơ lên cao Chân líu díu theo sát vợ và con Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đường mưa của nhà văn Tống Ngọc Hân Sau đây biên tập viên văn nghệ có đôi dòng cảm nhận Đọc chuyện ngắn Đường mưa của nhà văn Tống Ngọc Hân Chúng ta nhận ra giọng văn chất chứa nhiều tâm trạng Thổn thức của tác giả ẩn đằng sau câu chuyện nhà văn đưa người đọc người nghe đến với không gian của núi rừng tập tục sinh hoạt của người mông và vợ chồng lão phính cốt truyện khá đơn giản chỉ là câu chuyện vợ chồng lão phính hiếm muộn con hoàn cảnh ấy khiến cho không khí trở nên ngột ngạt buồn tẻ đơn điệu bà vợ lão phính một người đàn bà to béo xấu xí vụng về mấy chục năm làm vợ lão mà chưa đẻ con cho lão nay biết tin lão phính gian díu với mụ bán phở và có con với người đàn bà kia bà nổi điên và tìm cách đánh ghen âu cũng là lẽ thường của người đàn bà muốn giữ chồng bà tìm đến nhà tình nhân và rồi cũng chẳng để làm gì bà quay ra nhức móc chồng bà rồi cũng thôi bà ngộ ra rằng vì mình không thể sinh con cho chồng bà đành chấp nhận mọi sự dành sự cảm thông cho nhân vật nhà văn miêu tả diễn biến tâm trạng bằng những chi tiết cảm động chân thực thế nhưng sự thật mà người đàn bà ấy giấu kín bấy lâu nay chính là chồng bà cũng không thể có con bà nhận lỗi về mình mà không nói ra sự thật này vì lẽ gì phải chăng đấy là cách ứng xử nhân văn và sâu sắc của người đàn bà tưởng như thô mộc xấu xí này Và cái kết của câu chuyện Với tình tiết khá bất ngờ Người đàn bà kia Sinh đứa bé gái nhưng không nuôi Người đàn bà gọi vợ chồng lão phính đến Đem con về Sau người đàn bà ấy lại không nuôi con Vì nghèo khó hay điều gì khác Chỉ đến khi lão phính thắc mắc hỏi Vợ mình rằng Sao đứa bé lại bị rách môi to thế Thì chúng ta mới vỡ lẽ Vợ chồng lão phính ôm đứa con Còn đỏ hòn tất tả mang về trên con đường mưa lầy lội là hình ảnh cảm động đầy thương cảm với người đàn bà ấy đứa trẻ dẫu có tật nguyền và sự thật không phải là con của chồng bà thì bà cũng đón nhận bằng tất cả tình yêu thương đứa trẻ ấy sẽ là ngọn lửa rưởi ấm vợ chồng bà vốn đã neo đơn buồn tẻ cách ứng xử của người đàn bà ấy đáng để chúng ta suy ngẫm câu chuyện kết thúc bằng chi tiết ấm áp của tình người chứa đựng giá trị nhân văn cao đẹp đó là thông điệp của nhà văn tống ngọc hân gửi gắm qua thiên truyện giản dị này các bạn thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giọng đọc hùng sơn và phương hằng sẽ gửi đến các bạn hai truyện ngắn do dịch giả đoàn tử huyến chuyển dịch Chuyện ngắn thứ nhất Mối tình đầu của nhà văn Bogomolov Vladimir cũng xin giới thiệu với các bạn nhà văn Bogomolov Vladimir là tác giả của tiểu thuyết Phản gián tháng 8 năm 44 được coi là tác phẩm kinh điển của văn học chiến tranh Nga Chúng tôi nằm ghi chặt lấy nhau và không còn cảm thấy mặt đất cứng lạnh ẩm ướt như nó vốn vẫn thế trong thực tế ở dưới lưng mình Chúng tôi gặp nhau đã nửa năm nay từ ngày em đến trung đoàn Tôi 19 tuổi Còn em 18 Chúng tôi Đại đội trưởng và nữ cứu thương gặp nhau bí mật Và không ai biết về tình yêu của chúng tôi Và về việc chúng tôi đã có ba người Em cảm thấy là con trai Em thì thầm vào tay tôi đã hàng chục lần Em muốn, rất muốn làm vừa lòng tôi Và giống anh như đúc cổng lắm Thì con gái anh cũng đồng ý Và mong cho nó giống em Trong đầu đang nghĩ về chuyện khác Tôi đáp lại thì thầm Phía trước cách chỗ chúng tôi nằm chừng 500 mét trong hầm và ngay cả trong giao thông hào chống trải, các chiến sĩ và hạ sĩ quan của đại đội tôi đang ngủ. Và xa hơn nữa, phía bên kia đường cảnh giới thỉnh thoảng bị hỏa tiễn quân Đức chiếu sáng là cao điểm 162 nằm ẩn mình trong bóng tối. Sáng sớm mai, đại đội của tôi cần phải làm cái việc mà một tuần trước đây đại đội Phạm Binh không làm nổi, chiếm cao điểm 162 đó. Về điều này trong tiểu đoàn chỉ mới có 5 sĩ quan biết những người chiều nay được thiếu tá trung đoàn trưởng gọi đến hầm chỉ huy trung đoàn sau khi phổ biến mệnh lệnh thiếu tá nhắc lại với tôi như vậy cậu phải nhớ Sa mở đầu pháo hiệu xanh và cậu lên những người bên cạnh cũng sẽ tham gia nhưng cao điểm thì cậu phải chiếm chúng tôi nằm gỉ sát vào nhau và hôn em tôi không thể không nghĩ về trận chiến đấu sắp tới nhưng cái làm tôi lo lắng hơn cả là số phận của em và tôi đầu nhức nhối như muốn nổ tung ra suy tính phải làm gì đây? Bây giờ em phải ngủ cho cả hai. Trong lúc đó em vẫn thì thầm câu chuyện đều đều như đang hát. Anh biết không, đêm đêm nhiều lúc em có cảm tưởng là sáng ra tất cả sẽ kết thúc. Cả hầm hào, cả máu, cả cái chết. Đã ba năm rồi, chẳng lẽ chiến tranh em mà lại có thể kéo dài mãi hay sao? Anh thử tưởng tượng xem. Sáng dậy mặt trời mọc lên và chiến tranh đã hết, hoàn toàn đã hết anh đến gặp thiếu tá bây giờ đây. Rút cánh tay từ dưới mái đầu em ra, tôi cường quyết đứng dậy. Anh sẽ kể hết cho anh ấy nghe, kể hết, để người ta sẽ cho em về nhà ngay ngày hôm nay. Anh nói sao? Em nhổm dậy, túm lấy ống táo tay tôi và kéo mạnh về phía mình. Nằm xuống đây. Ôi sao anh ngốc thế, thiếu tá sẽ lột ra anh ngay và bắt chước giọng trầm hơi thô của trung đoàn trưởng, em khẽ nói thầm từng tiếng chậm rãi. Tăng tiệu với cấp dưới, không nâng cao khả năng chiến đấu của đơn vị, làm mất uy tín của chỉ huy. Biết được ai, tôi sẽ đuổi ngay bất kỳ người nào. Với lý lịch như vậy, thậm chí vào phòng giam nghiêm trình, người ta cũng không dám nhận. Chiến thắng rồi, muốn yêu ai và yêu bao nhiêu tùy ý. Còn bây giờ, tôi cấm giọng của em bỗng cắt ngang và em đầy sung sướng tinh nghịch nằm úp mặt xuống cười không thành tiếng để không ai nghe thấy vâng tôi biết mình sẽ bị của phạt ra trò thiếu tá là người rất nghiêm khắc đối với anh ta chiến tranh không phải là chỗ của phụ nữ còn về tình yêu thì lại càng không cần phải nói nhưng dù sao anh cũng phải đến gặp thiếu tá im xem nào em áp mặt vào má tôi và một lát sau thở dài thì thầm "em sẽ tự mình làm tất. Em đã nghĩ ra rồi, cha của đứa bé sẽ không phải là anh." "Không phải là anh?" Người tôi nóng bừng lên như lửa. "Thế nào mà không phải là anh?" "Ôi sao anh ngốc thế. Em ngạc nhiên vui vẻ, lạy Chúa, để nó đừng giống anh, anh hiểu không? Trong giấy tờ và nói chung anh sẽ là cha." Còn bây giờ em sẽ đổ cho người khác. Em như trẻ con, ngây thơ và chân thực, đến nỗi cái trò lóng lỉnh như vậy làm tôi kinh ngạc. Em sẽ đổ cho ai? Cho một người nào đó không còn ở đây nữa. Thí dụ cho bay chẳng hạn. Không được, đừng đụng đến người đã chết. Thế thì cho Kim Chuẩn úy Kim Một người gian dạo đẹp trai, một gã ăn cắp và xây rượu, vừa mới đây bị gửi đến đơn vị phạm binh. Cảm động, tôi mở vạt áo capote và kéo ghi em sát vào người. Khẽ nào, em hoảng hốt chống hai bàn tay vào ngực tôi. Anh đè chết hai mẹ con em mất. Em đã bắt đầu nói về mình như vậy và lần nào cũng lộ vẻ vui mừng như đứa trẻ. Anh ngốc của em ơi, anh quả là may mắn gặp được em đấy. Với em, anh sẽ không có gì phải lo lắng cả. Em cười tinh nghịch và vô tư, và tôi thì hoàn toàn chẳng còn bụng dạ nào để cười nữa. Này em, em phải đến gặp thiếu tá ngay bây giờ đi. Ban đêm ấy à, anh nói gì thế? Anh sẽ đưa em đến, em hãy giải thích cho anh ấy và nói rằng em mệt, không thể chịu được ở đây nữa. Nhưng như vậy là không thực. Anh van em, làm sao em có thể ở đây? em phải đi khỏi ngay em hiểu không nếu bỗng nhiên nếu ngày mai có đánh nhau đánh nhau à em lập tức trở nên tập trung căng thẳng chắc em đã hiểu ra tất cả không có đúng thế không đúng thế em nằm im lặng một lúc lâu nghe nhịp thở của em ôi nhịp thở quen thuộc thân thương đến vậy tôi hiểu rằng em đang lo lắng thì đã sao đánh nhau thì không thể chạy trốn được mà cũng không chạy trốn nổi dù sao đợi cho cấp trên xem xét và gửi lệnh đến sư đoàn cũng phải mất mấy ngày mai em mới đến gặp thiếu tá đồng ý chứ anh tôi im lặng cố nghĩ ra một cách nào khác và không biết nói với em ra sao thế anh cho là em đến gặp thiếu tá dễ dàng lắm sao em bỗng lại thì thầm chết còn dễ hơn. Đã bao nhiêu lần anh ấy nói với em, cẩn thận đấy, phải làm người khôn ngoan. Mà em lại còn là đoàn viên thanh niên cộng sản. Thút thít, em quay đi, áp mặt vào ống tay áo ca khóc không thành tiếng, cả người run rẩy. Tôi dùng sức ghi chặt lấy em, hôn vào cặp môi nhỏ xinh, vào chán, vào đôi mắt mặn mặn nước. Bỏ ra để em về. Em gỡ tôi ra, nói rất khẽ. Anh tiễn em chứ. Chúng tôi đi xuống một khe núi nhỏ ẩm và tối, nơi đặt trạm quân y của tiểu đoàn. Tôi đi phía sau đỡ ngang eo lưng em, cảm thấy nó đã bắt đầu hơi đẩy ra. Tôi đỡ em bằng cả hai tay, giữ cho em từng bước một để em không vấp, không bước hụt, không trượt ngã. Dường như tôi có thể giữ gìn em, ngăn em khỏi chiến tranh, khỏi trận đánh sáng ngày mai. Vào lúc bình minh, khi em sẽ phải chạy, phải ngã, sẽ phải cõng những người bị thương trên lưng mình. Từ đó đến nay đã 15 năm. Nhưng tôi vẫn nhớ tất cả như chuyện đó mới xảy ra ngay vừa đây thôi, ngay ngày hôm qua. Sáng sớm hôm sau, ca chiêu san mở đầu súng cối và pháo binh sư đoàn bắn dữ dội, rồi những phát pháo hiệu xanh bay vọt lên không. Và khi mặt trời mọc, tôi cùng những người còn lại của đại đội tôi xông lên cao điểm. Nửa giờ sau, trong căn hầm kiên cố của quân Đức, trung đoàn trưởng và một người nào đó nữa chúc mừng ôm hôn và bắt tay tôi. Còn tôi đứng như trời trồng như cột gỗ, không cảm thấy, không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết. Mặt trời nếu như tôi có thể bắt nó lùi ngược trở lại xuống quá chân trời nếu như tôi có thể lấy lại bình minh bởi vì chỉ mới hai giờ trước đây thôi chúng tôi hãy còn ba người nhưng mặt trời vẫn đi lên chậm rãi lạnh lùng không gì cả nổi tôi đứng trên cao điểm còn em em nằm lại đằng kia phía sau nơi các chiến sĩ đội mai táng đang đào được. và

два берега,